và chúng ta sẽ cùng nhau đọc chung câu kinh thánh này. Chúng ta cùng bắt đầu. Giê-rê-lê luôn tôn trọng đời anh em mình, mẹ em và tư là Giê-rê-lê, vì nói rằng ta sẽ cho nó trong sự đau đớn. Giê-rê-lê vẫn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: ôi xin Chúa mẹ của Chúa giải cho con, mở ra con của con, nguyện để lấy Chúa phù hộ con, giữ con khỏi mọi điều ác, để con không phải tự phù hộ. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta điều phù hộ sinh. Chúng ta đọc lại lần nữa. Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ ông đặt tên là Gia-bê vì nói rằng ta đã sinh nó trong sự đau đớn. Gia-bê có cùng nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: ôi xin Chúa ban phước cho mẹ ông cho con, mở lòng ông cho con, nguyện để lấy Chúa phù hộ con, giữ con khỏi mọi điều ác, để con thoát cơn thù hổ. Đức Chúa Trời ban cho những điều phù hộ ông sơ sinh. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà rất là cần con cái của Chúa kết nối với Đức Chúa Trời luôn luôn. Bởi vì hiện cảnh những điều đang xảy ra ở trên đất nước dân tộc Việt Nam của chúng ta, và những điều đó nó cũng ảnh hưởng cho chúng ta là những người đang sống ở trên đất nước dân tộc Việt Nam này. Nên bởi vậy cho nên ở trong thời điểm này, khôn ngoan nhất, một thái độ khôn ngoan nhất đối với một con cái của Chúa đó là cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Amen. Bởi vì chỉ có sự cầu nguyện mới bảo vệ được chúng ta, bảo vệ được gia đình của chúng ta, bảo vệ được hội thánh của Chúa ở trên đất. Và chỉ có sự cầu nguyện, chính Chúa bởi lời cầu nguyện đó, Đức Chúa Trời Ngài mới làm phép lạ và cái bày tỏ công việc của Ngài trên đất nước dân tộc Việt Nam của chúng ta, trên mỗi cuộc đời của chúng ta được. Còn nếu chúng ta không ở trong sự cầu nguyện, quý vị ơi, có thể chúng ta không có thể đứng vững được. Và một khi chúng ta không đứng vững được thì chúng ta biết điều gì đến với hội thánh của Đức Chúa Trời. Bởi vậy cho nên xin Chúa Ngài cho con cái của Chúa ý thức được rằng mình đang đứng ở trong giai đoạn nào của thế giới này. Mình đang ở trong giai đoạn nào của thế giới này. Một, có những sự biến chuyển sẽ xảy ra một cách rất là bất ngờ. Có những biến chuyển sẽ xảy ra một cách rất là đột xuất. Mà nếu chúng ta không có tỉnh thức kết nối đời sống của mình ở trong sự cầu nguyện thì không có thể lường tưởng được điều gì đến với chúng ta đâu. Bởi vậy cho nên xin Chúa Ngài bảo vệ chúng ta. Không những sự cầu nguyện của chúng ta ở trong giai đoạn này bảo vệ được chính mình, gia đình của mình, hội thánh của Chúa mà thôi, mà chính sự cầu nguyện đó sẽ làm cho ma quỷ và công việc của nó sẽ bị sụp đổ trên đất nước dân tộc Việt Nam của chúng ta nữa. Ai trong chúng ta cũng ao ước nhìn thấy điều đó, phải không quý vị? Amen. 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 Đó là một điều chắc chắn. Đó phải là một điều chắc chắn trước khi Ngài trở lại để cất hội thánh của Chúa đi. Bởi vậy cho nên xin Chúa Ngài dùng điều này đến để nhắc nhở vào đời sống của chúng ta. Xin Chúa làm cho chúng ta yêu Ngài nhiều hơn. Xin Chúa Ngài ban linh của sự cầu nguyện ở trong chúng ta. Tôi cầu nguyện như vậy. Xin Chúa ban cho chúng con có linh của sự cầu nguyện. Để có phải cầu nguyện là những giờ chúng ta có mặt ở tại tháp canh, những buổi tối chúng ta có mặt ở trong cái thì giờ cầu nguyện với hội thánh. Nhưng không, nó xảy ra 24/24. Lúc chúng ta ngủ cũng cầu nguyện. Và buổi tối lúc mà chúng ta giật mình dậy thì lời cầu nguyện nó cũng như là một phản xạ tiếp tục diễn biến vào trong tâm linh của chúng ta. Nghĩa là nó là một dòng suối tuôn chảy hàng phút hàng giây trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta điều đó. Chúa trao chúng ta điều đó. Xin Chúa Ngài cho chúng ta ở trong một tâm trạng như vậy, một tâm tạng như vậy, để chính những sự cầu nguyện đó nó sẽ khai phóng những điều lạ kỳ mà Chúa Ngài làm trên đời sống của chúng ta. Anh chị em, tác giả Jean Bevere
có trong một cái cuốn sách của ông, ông có viết một điều rằng không có một người nam, một người nữ, một ai đó ở trong thế giới này có thể làm phá hỏng kế hoạch của Đức Chúa Trời ở trên cuộc đời của chúng ta, trừ ra một người. Người đó chính là, người đó chính là, dạ, chúng ta. Không có ai có thể thay đổi được ý định của Đức Chúa Trời, kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta, trừ ra cho chính một mình chúng ta mà thôi. Đúng, thưa quý vị. Và buổi tối hôm nay chúng ta học một chút xíu về lời cầu nguyện của Gia-bê. Lời cầu nguyện của Gia-bê. Kinh Thánh nói như thế nào? Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ ông đặt tên là Gia-bê vì nói rằng ta sinh nó ở trong sự đau đớn. Kinh Thánh cho không nói rõ cho chúng ta biết cái sự đau đớn mà lúc Gia-bê ra đời đó là cái gì. Có thể đó là một cái cơn đau đẻ mà bà phải trải ra rất là nhiều ngày, trải qua rất là nhiều ngày rồi cho đứa con trai của mình nó lọt lòng. Bởi vì ấn tượng trong những giờ phút đau đớn đó, bà đặt tên con trai của mình là Gia-bê. Hay là cũng có thể lúc mà Gia-bê ra đời là hoàn cảnh của Gia-bê ở trong một giai đoạn rất là đáng thương. Một người thân mới vừa mất, mẹ của Gia-bê mang một cái bệnh tật nào đó ở trong cơ thể của mình. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình của Gia-bê đang ở trong sự suy sụp. Chúng ta không biết, nhưng nói chung có một cái màu của một sự đen tối nó bao trùm ở trên đời sống của Gia-bê lúc mà Gia-bê lọt lòng mẹ của mẹ. Và ở trong tâm trạng ấy, bà đã đặt tên cho đứa con trai vừa mới lọt lòng là Gia-bê. Là Gia-bê. Nhưng có một điều lạ kỳ là mặc dầu ông được sinh ra ở trong sự đau đớn như vậy, nhưng mà Kinh Thánh nói một điều là Gia-bê lại được tôn trọng hơn anh em của mình. Lý do gì? Lý do gì mà Gia-bê đã được tôn trọng hơn anh em mình vậy? Quý vị, chắc hẳn chúng ta muốn tìm hiểu lắm, phải không ạ? Phải không ạ? Là cơ đốc nhân, là con cái của Chúa, Kinh Thánh Chúa Ngài để lại cho chúng ta một lời hứa rằng Ngài nói rằng Ngài đặt chúng ta hàng đầu chứ không phải hàng đuôi. Ngài để chúng ta ở trên cao chứ không phải để ở dưới thấp. Và chắc hẳn một điều rằng ở giữa vòng thế gian này, Ngài muốn con của Đức Chúa Trời, con trai, con gái của Đức Chúa Trời phải là những người được tôn trọng hơn những người khác. Amen. 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 Chúng ta trong cuộc đời của chúng ta cần phải có một cái gì đó để chúng ta phải được tôn trọng hơn những người khác. Không phải vinh hiển cho mình, nhưng mà để vinh hiển cho Chúa đấng chúng ta đang thờ phượng. Ngài phải được vinh hiển qua cuộc đời của chúng ta. Chính vì lý do đó, Ngài muốn chúng ta được tôn trọng hơn những người khác. Khi chúng ta đi qua ngoài xã hội, khi chúng ta ở giữa cộng đồng, khi chúng ta làm việc ở trong một cơ quan, nhà máy, khi chúng ta ở trong bất cứ một chỗ nào, thì luôn luôn cái nhìn của Cha ở trên trời muốn chúng ta phải là một người được tôn trọng. Amen. Bởi vì khi chúng ta được tôn trọng là Chúa ở trong chúng ta, Ngài được tôn trọng. Amen. Điều đầu tiên ở tại nơi đây mà Gia-bê đã nói ở trong lời cầu nguyện của mình, Kinh Thánh nói Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: ôi, xin Chúa ban phước dồi dào cho con, mở bờ cõi con rộng lớn. Mở bờ cõi con rộng lớn. Điều đầu tiên mà chúng ta học ở tại nơi đây đó là đời sống của chúng ta phải là một đời sống được gia tăng. Được gia tăng. Amen. Thưa Hội Thánh, chúng ta biết một điều rằng gia tăng đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta. Amen. Dầu gia tăng ở một lĩnh vực nào, thuộc linh
hay là thuộc thể đi nữa, nhưng mà gia tăng đó là một kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta. Nên bởi vậy cho nên nếu ai ở dưới bọn chúng ta trong một giai đoạn bước đi với Chúa mà chúng ta không nhìn thấy có một sự chuyển biến ở trong đời sống của mình, yêu mến Chúa hơn, khao khát Chúa hơn, gần gũi với Chúa hơn, nên đặt một câu hỏi. Nếu ở trong cái việc mua bán của chúng ta, ở trong cái việc làm ăn của chúng ta, ở trong cuộc sống gia đình của chúng ta, bất cứ một lĩnh vực nào đó mà mỗi ngày nó không được gia tăng, nó đứng ở trong mức độ đó, hay là mỗi ngày nó đi xuống, thì quý vị, chúng ta phải đặt một câu hỏi, phải tìm hiểu, nghĩa là chúng ta có một cái gì đó nó đang tác động vào trong chúng ta để khiến cho chúng ta đi ngược lại với kế hoạch của Đức Trời. Chúng ta phải khám phá ra cho được điều đó. Chúng ta nhớ khi Đức Trời này tạo dựng nên con người, chúng ta trở lại với lại Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 28. Chúng ta mở ra lời Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 28. Xin một người đồng dùng câu kinh thánh này. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất. Kinh thánh nói một điều rất là rõ. Hãy sinh sản, gia tăng và làm cho nó đầy dậy khắp cả đất. Quý vị, Chúa muốn chúng ta gia tăng. Và để chúng ta có được sự gia tăng ở trong đời sống của mình thì trước tiên, Cơ Đốc nhân của chúng ta phải nhận biết một điều là Chúa là ai ở trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì chúng ta không tự làm cho mình gia tăng được. Điều đó đúng không? Chúng ta không tự làm cho mình gia tăng được. Một khi Chúa đầy dẫy ở trong chúng ta thì chính sự đầy dẫy của Ngài sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta được gia. Amen. Amen. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 10 câu 10, Kinh Thánh cũng nói một điều đó: vì chiên, vì kẻ trộm đến cướp, giết, phá và hủy diệt, nhưng Chúa đến để cho chiên của Ngài được sự sống, và sự sống dư dật, và được sự sống dư dật. Anh chị em ơi, hãy đặt một suy nghĩ, hãy đặt một câu hỏi ở trong đời sống của mình xem chúng ta có đang gia tăng, và đời sống của chúng ta, thuộc linh của chúng ta, chức vụ của chúng ta, gia đình của chúng ta, công việc làm ăn của chúng ta, nó có đang biến chuyển ở trên một cái mức độ gia tăng hay không, hay là nó đang đứng lại một chỗ. Hãy biết một điều rằng Chúa là đấng muốn chúng ta gia tăng. Ở trong sách Các Vua cũng kể lại câu chuyện một ngày nọ, khi các môn đồ đến và nói với lại tiên tri Elisee: thầy ơi, chỗ ở của mình chật quá, bây giờ mình phải đi ra một cái chỗ khác đón ở tại đó, đi chặt những cái cây, đóng những cái cây đòn tay và cất một cái trại rộng rãi cho mình ở tại nơi đó. Các môn đồ đi theo đấng tiên tri và họ cũng nhìn thấy một cái điều đó và họ ao ước được ở một cái chỗ rộng rãi hơn. Các chị em, không ai trong chúng ta thích ở chỗ chật hẹp hết, phải không ạ? Không ai trong chúng ta muốn mình ở chỗ chật hẹp hết. Nhưng trên hết tất cả mọi sự là Chúa không muốn chúng ta ở trong chỗ chật hẹp. Amen. Ngài muốn chúng ta được rộng mở. Ngài muốn nhìn thấy chúng ta sinh sản. Ngài muốn chúng ta nhìn thấy nhân đôi. Ngài muốn nhìn chúng ta nhân gấp bội trong mọi lĩnh vực ở trong đời sống của mình. Nhưng mà để có được sự nhân đôi, để có được sự sinh sản, để có được sự phát triển đó, thì trước tiên chúng ta hãy đến gần với Đức Chúa Trời.
chỉ có ở trong sự hiện diện của Ngài, chỉ có đến gần với Ngài, chỉ có ở trong chỗ tìm kiếm Ngài, thì quý vị ơi, chúng ta mới được nhân đôi và biết được sinh sản và phát triển ra. Amen. Amen. Ngoài Chúa ra, chúng ta không làm chi được. Yeah. Ngoài Chúa ra, chúng ta không làm chi được. Cảm ơn Chúa, ở trong tháng vừa qua có một tổ ở trong tổ tế bào của chúng ta được nhân đôi. Và lần đầu tiên tôi dự, lần đầu tiên tôi tham dự nhân đôi tổ tế bào, và tôi rất là vui, cảm ơn Chúa điều đó. Và chúng ta cũng được biết là ở trong một vài tuần lễ sắp tới có một cái khu vực nào đó ở hình như khu vực của thầy đồng cũng sẽ nhân đôi. Cảm ơn Chúa, xin Chúa cho chúng ta cứ ao ước điều này ở trong mọi lãnh vực, ở trong mọi công việc làm của chúng ta. Và trước tiên hơn hết, tôi ao ước một điều rằng xin Thánh Linh của Ngài sản sinh ra bông trái của Ngài. Amen. Sản sinh ra bông trái của Ngài. Sản sinh ra, cứ sản sinh ra lời của Ngài. Sản sinh ra sự bày tỏ của Ngài. Sản sinh ra sự mặc khải của Ngài. Sản sinh hơn nữa sự sức dầu của Ngài ở trên đời sống của chúng ta. Để chúng ta được nhân đôi, để chúng ta được mở rộng. Xin Chúa Ngài làm điều đó ở trên đời sống của chúng ta. Một điều thứ hai mà chúng ta học được ở lời cầu xin của Gia-bê, đó là Gia-bê tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Nguyện tay Chúa phù hộ con. Nguyện tay Chúa phù hộ con. Gia-bê biết một điều rằng mình không làm được gì hết cả. Gia-bê rất là ao ước được sinh sản, mở bờ cõi của ông được rộng lớn. Nhưng mà Gia-bê cũng ý thức một điều rằng ông không làm được bằng chính sức lực của mình. Và một điều rất là khôn ngoan, đó là ông mời Chúa. Dạ đúng rồi, ông xin Chúa phù hộ. Xin Chúa phù hộ cho ông. Các môn đồ khi đi ra mở trại của mình, mở rộng bờ cõi của mình cũng giống như vậy. Họ không đi một mình, họ rất là khôn ngoan. Họ mời thầy cùng đi. Yeah. Dạ, họ mời thầy cùng đi với mình. Mấy anh chị em cũng giống như vậy. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta biết rằng chúng ta đánh trận không phải với thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, quyền lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này. Kẻ thù đứng chỗ nào chúng ta thấy không? Chúng ta không thấy. Nó núp ở đâu? Nó đánh chúng ta bằng cái chiêu gì? Chúng ta không thấy, nhưng mà Chúa của chúng ta Ngài thấy. Yeah. Bởi vậy cho nên nếu chúng ta đi mà có thầy, lợi cho chúng ta vô cùng. Yeah. Yeah. Lợi ích cho chúng ta mọi bề. Yeah. Yeah. Xin mời thầy cùng đi với chúng ta. Yeah. Tại Chúa phù hộ con. Yeah. Tại Chúa phù hộ con. Yeah. Ngài đi với con, Ngài làm việc với con, Ngài lãnh đạo con. Amen. Ngài chúc phước cho con. Amen. Amen. Xin Chúa làm điều đó. Xin Chúa làm điều đó. Lời của Chúa ở trong Tin Lành Giăng đoạn 10 cũng nói một điều rằng chúng ta cũng giống như chiên đi vào trong giữa bầy muôn sói vậy, phải không nghe nghe? Chúng ta giống như chiên đi vào trong giữa bầy muôn sói, và chúng ta biết một điều rằng kẻ thù của chúng ta ghê gớm vô cùng, nó rất là ghê gớm. Bởi vì sao? Nó có trước, nó ra đời trước chúng ta. Đúng không? Nó ra đời trước chúng ta. Chúng ta mới ra đời sau đây thôi. Nên bởi vậy cho nên chúng ta không thể thắng được nó. Nó biết rõ chúng ta hơn bất cứ một ai. Người nào mạnh chỗ nào, người nào yếu chỗ nào, và yếu làm sao. Nên chúng ta chỉ một chỗ đó một chút thôi, là chúng ta phải đến một chỗ chúng ta không làm gì hết cả. Các ngươi đi giống như chiên đi vào trong giữa bầy muôn sói. Nên chị em, chúng ta cảm ơn Chúa một điều vô cùng. Ngài trước khi thăng thiên về trời, Ngài nói một điều với chúng ta: hãy đi và dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Và này, ta sẽ ở cùng các con luôn cho đến ngày. Amen.
Tại sao Chúa hứa với chúng ta điều đó? Ngài hứa rằng Ngài ở với chúng ta mà chúng ta không mời Ngài đến để làm lãnh đạo của mình. Mời Ngài đến là vị chỉ huy của mình. Mời Ngài đến là tướng đạo binh của mình. Mời Ngài đến là đấng đi trước và đấng đánh trận cho chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta ở trong từng chi tiết nhỏ một của cuộc sống của chúng ta. Điều này muốn nói, nó không chỉ riêng ở trong lãnh vực thuộc linh, nó không chỉ riêng ở trong sự hầu việc Chúa của chúng ta mà thôi, ở trong công tác, mở rộng mở mang hội thánh của Chúa mà thôi, mà còn trong mọi lãnh vực của cuộc sống thường ngày của chúng ta nữa. Chúa ơi, Ngài ở với con ở trong công tác kinh doanh, ở trong công việc buôn bán, ở trong các mối quan hệ, ở trong những kế hoạch, là Chúa Ngài ở với con. Và luôn luôn ở trong mọi khía cạnh Chúa là đấng đi trước làm trước tất cả mọi điều cho chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta như vậy. Và một điều cuối cùng ở trong câu kinh thánh này mà Gia-bê nhắc ở trong lời cầu nguyện của mình, đó là ông nói một điều, ông xin Chúa một điều: xin Chúa giữ con khỏi mọi điều ác và thoát khỏi sự khốn khổ. Tại sao Gia-bê đã cầu xin Chúa như vậy? Bởi vì Gia-bê biết chắc một điều rằng dầu ông có cầu nguyện cái gì, dầu ông có làm điều gì đi nữa, cầu xin với Chúa ra làm sao đi nữa, nhưng mà nếu Gia-bê bị phát tội ở trước mặt Chúa thì tất cả mọi lời cầu xin của ông cũng chỉ là vô nghĩa ở trước mặt của Chúa Trời. Chắc hẳn chúng ta nhớ đến lời của Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 66 câu thứ 18: nếu lòng của tôi có chú về điều ác, ác Chúa chẳng nghe tôi. Nếu lòng của tôi có chú về điều ác, ác Chúa chẳng nghe tôi. Bởi vậy cho nên Gia-bê sợ hãi điều đó. Và điều này muốn nói lên một điều rằng trên hết tất cả mọi sự, chúng ta hãy đặt sự kính sợ với Chúa Trời ở trong đời sống của chính mình. Amen. Kính sợ Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Amen. Quý vị, nếu mà nói biết Chúa thì tôi biết là ở đây ai trong chúng ta cũng biết Chúa hết cả. Biết Chúa là đấng làm sao, biết Chúa là đấng có liên hệ như thế nào đến cuộc đời của mình, phải, chúng ta biết Chúa. Nhưng một điều quan trọng đó là có đôi khi chúng ta biết Chúa mà chúng ta không có sự kính sợ Chúa. Gia cơ đã nói điều gì? Ma quỷ nó biết Chúa mà ma quỷ nó còn sợ Chúa nữa kìa. Ma quỷ còn sợ Chúa nữa kìa. Nó vốn là một thiên sứ sáng láng ở trong ngôi, ở trước ngay của Đức Chúa Trời. Và thế nào bởi tội lỗi của nó mà nó đã bị trút ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Bởi vậy cho nên nó rất là kính sợ Chúa. Nó biết rõ hơn ai, bởi vì nó ở bên cạnh Ngài. Bởi vì thế cho nên nó biết rõ Đức Chúa Trời hơn ai hết cả. Nó rất là sợ lại Chúa. Nó rất là sợ lại Chúa. Quý anh em ơi, ngày hôm nay chúng ta là con cái của Chúa mà chúng ta không kính sợ Ngài thì đó là một điều vô cùng nuối tiếc cho chúng ta. Có thể một tay đây chúng ta giơ tay để chúng ta thờ phượng Chúa, tay này chúng ta giơ lên tâm cao khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, khi chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta tôn vinh Ngài. Nhưng mà đôi khi bàn tay này chúng ta lại làm một điều ác gì đó mà chúng ta không biết, chúng ta không cẩn trọng trong đời sống của mình. Và điều đó coi như đời sống của chúng ta chỉ là con số không vô nghĩa trước mặt Chúa. Con số không vô nghĩa trước mặt Chúa. Bởi vậy cho nên xin Chúa Ngài đặt lòng kính sợ Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Tôi xin linh của sự kính sợ Đức Giê-hô-va ở trên toàn thể con cái Chúa ở trong hội thánh mới. Amen. Chúng ta phải xin linh của sự kính sợ Đức Giê-hô-va ở trong toàn thể con cái Chúa ở trong hội thánh mới. Amen. Để cho một khi chúng ta làm một điều gì đó mà phạm tội với Chúa, làm một điều gì đó làm buồn lòng với Chúa Trời, thì linh có sự kính sợ Chúa sẽ có một tiếng nói ở trong linh hồn của chúng ta. Sẽ có một sự cáo trách, sẽ có một sự phán xét đến với chúng ta.
đến với chúng ta. Quý vị, ở trong tuần lễ vừa qua, tôi ở trong Chúa Ngài đem tôi vào trong sự hiện diện của Chúa và đứng trước sự phán xét của Đức Chúa Trời. Tôi run sợ ở trước mặt Chúa. Có những điều Chúa nói với mình mà tôi sực tỉnh. Có những lời mình nói, có những việc mình làm, đôi khi nó trở thành rất là bình thường, nhưng mà trong ánh sáng và trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nó là tội ở trước mặt Chúa. Quý vị ơi, chúng ta sẽ không có thể ngờ tưởng đâu, chúng ta sẽ không biết được những điều đó đâu, nếu mà linh có sự kính sợ Chúa không có ở trong lòng của chúng ta. Và chúng ta phải cầu xin Chúa cho chúng ta có linh có sự kính sợ Chúa ở trong linh hồn của mình. Bởi vì chúng ta đang sống ở trong một thế giới mà chung quanh chúng ta đều là tội lỗi hết cả. Và bởi vậy cho nên khi nhìn qua, nhìn lại, nhìn trước, nhìn sau, nhìn thấy rằng mình cũng còn khá khá, mình cũng còn đỡ đỡ hơn những người khác. Nhưng quý vị, ở trước mặt Chúa không có khá và không có đỡ. Ngài sẽ phán xét chúng ta theo tiêu chuẩn của Ngài, chứ không phải tiêu chuẩn của thế giới này, không phải tiêu chuẩn của đời này. Thế giới này không có giá trị gì ở trước mặt Đức Chúa Trời trong Ngài phán xét. Thế cho nên chúng ta cần phải có linh của sự kính sợ Chúa. Và chính linh có sự kính sợ Đức Chúa Trời sẽ dạy cho chúng ta mọi điều. Amen. Dạy cho chúng ta đường chúng ta đi, dạy cho chúng ta việc chúng ta làm, dạy cho chúng ta lời chúng ta nói, dạy cho chúng ta điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ ở trong tâm trí. Vì tất cả mọi sự nó sẽ phơi bày ở trong ánh sáng, ở trước mặt Đức Chúa Trời, trong ngày chúng ta đứng ở trước ngai của Cha. Với anh chị em, xin Chúa cho mình có một sự kính sợ Ngài, để những người thân, những người bạn hữu, những người ở chung quanh chúng ta, họ phải ngạc nhiên về sự kính sợ Chúa đó trong đời sống của chúng ta. Amen. Họ phải ngạc nhiên, quý vị ơi. Amen. Còn nếu chúng ta cũng như họ, họ cũng như chúng ta, thì tất cả đều ở trong sự chết mất. Đều ở trong sự chết mất. Trong một vài năm khi tôi sống ở tại Mỹ, tôi bắt đầu quen với lại một cái lề lối sống vào trong trật tự. Cái gì nó cũng phải trong trật tự. Đi ở trong trật tự, làm ở trong trật tự, sống ở dưới luật. Cái gì cũng luật hết cả, từng chi tiết một. Và khi về trở lại đây, nói đi ở trên đường không thấy nhiều việc. Mà có đôi khi mình cũng bị, bắt đầu mình bị cám dỗ, bắt đầu cũng ẩu tả giống như người ta. Và con thấy mình đi xuống, con thấy mình đi xuống. Nhưng chị em, rất là dễ. Bởi vì sao? Tất cả mọi người chung quanh chúng ta đều giống như vậy. Và chúng ta cũng dễ bị cái xã hội, cái thế giới này đã đồng hóa chính mình. Nên nhớ một điều, Đức Chúa Trời nói, Ngài nói, Ngài ví sánh chúng ta là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Đặt chúng ta ở trên một cái miếu, một cái am, một cái cốc nào đó trên núi. Không, Ngài đặt chúng ta ở giữa thế gian tăm tối này. Bởi vì Ngài muốn chúng ta là đèn, Ngài muốn chúng ta là ánh sáng. Amen. Ngài muốn chúng ta là ánh sáng. Amen. Để cho người ta thấy, quý vị ơi, hãy xin thưa một điều rằng người ta đang thấy ở trong chúng ta cái gì. Người ta thấy chúng ta cũng giống như họ và họ cũng giống như chúng ta. Họ thấy như vậy không? Họ đang thấy ở trong chúng ta cái gì? Cái khác biệt của chúng ta với họ, họ phải tìm, phải làm sao phải nhìn thấy được cái điều đó trong đời sống của chúng ta. Chúa đặt cơ đốc nhân ở giữa thế gian không phải để bị thế gian đồng hóa, mà để chúng ta là những người đem ảnh hưởng đến thế gian. Amen. Hãy nhớ điều này, đây là điều rất là quan trọng. Ngài đặt chúng ta trong thế gian không phải để chúng ta bị thế gian này đồng hóa, nhưng mà chúng ta là người đem ảnh hưởng đến với thế gian. Amen. Chúng ta là những người ảnh hưởng thế gian. Amen. Phải là những người ảnh hưởng thế gian. Amen. Hãy nói với mình điều đó. Hãy nói với mình điều
điều đó. Ngày nào con chưa ảnh hưởng, con chưa đem ảnh hưởng của Ngài đến với một ai, đến với một cái điều gì đó, điều đó là điều đó chúng ta cho biết một điều rằng chúng ta chưa làm đủ trách nhiệm của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta còn mắc nợ Chúa và mắc nợ những người chết bất ở trong thế gian. Bởi vì sao? Họ không thấy Chúa đâu hết. Họ không thấy Chúa đâu hết. Xin Chúa thương xót chúng ta. Xin thương xót chúng ta. Hôm nay Ngài đặt để chúng ta một lần nữa ở trong sự hiện diện của Chúa. Nên con Kinh Thánh ngắn ngủi này chúng ta cùng nhau học. Chúng ta cùng học. Nguyện Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta được gia tăng ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời theo kế hoạch của Ngài đã định trong cuộc đời của chúng ta. Khi Ngài tạo dựng nên con loài người ở trên đất, đó là sống để được gia tăng. Amen. Sống để được gia tăng. Amen. Một điều thứ hai đó là hãy để Chúa vua giúp mình. Hãy để Chúa vua giúp mình để rồi trong mọi công việc của đời sống của chúng ta luôn được may mắn, thành công và có kết quả vinh hiển cho Chúa. Và điều thứ ba, hãy giữ một đời sống thánh khiết đẹp lòng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là lý do Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Đó là lý do làm cho Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Xin Chúa ban phước cho chúng ta và ngày làm ơn của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sống được lòng vinh hiển danh Chúa và có kết quả cho Chúa. Amen. Amen. Amen.